Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh YouTube của mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về chủ đề là cây mía tím nha các bạn ha. Thì ở quê mình thì cây gọi được gọi là cây mía thanh diệu nha các bạn, nhưng mà tên thường dùng cho cả nước luôn á là cây mía tím nha các bạn ha. Thì hôm nay thì mình cũng sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách mà trồng cây mía tím như thế nào, cũng như là quay cho các bạn xem về một cái mô hình là trồng mía tím kinh doanh nha các bạn. Thì đây là một mô hình đó là nó cũng đang phát triển khá là tốt nha các bạn. Thì sẵn đây mình quay cho các bạn xem và chia sẻ cho các bạn luôn. Thì cái cách mà trồng cây mía tím thì ban đầu các bạn thì cái việc mà quan trọng nhất là các bạn là phải chọn được cái con giống. Thì giống ở đây thì bạn nên là chọn những cái giống mía mà nó đang phát triển tốt á. Thì bạn chặt về các bạn, và các bạn chặt từng khúc thì một khúc như vậy là khoảng là 2 gang tay. Rồi sau đó các bạn đem vô một cái hồ hay một cái lu gì đó, các bạn ngâm nước đó nha các bạn, và các bạn là mua cho mình là một cái thuốc mà kích thích ra rễ á, thì bạn pha chung lại với nhau, và đến khi mà nó lên mầm các bạn, rồi các bạn là mới trồng nó ha. Và cái hình thức trồng như thế nào là bạn là phải là để cây mía nó nằm ngang nha các bạn, thì nó mới phát triển là tốt nha. Và cái mầm mà khả năng mà nó mọc mạnh á, thì nó sẽ phát triển tốt hơn là các bạn để đứng. Để đứng là sai quy cách nha các bạn. Đây là cây mía tím nữa các bạn, quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Và cái cách mà chăm sóc cái cây mía tím này á, thì nó như thế nào thì mình xin được chia sẻ cho các bạn luôn. Thì cái về mà cái phần bón phân á, thì mình nên là bón phân là cái phần phân ure các bạn, là từ là 20kg đến 25kg cho 1000 mét vuông nha các bạn ha. Còn phần kali á là 13 đến 15kg cho 1000 mét vuông luôn. Còn phân lân á là 25kg nha các bạn. Còn phân chuồn á là như là phân bò này nọ hoặc phân gà thì nó sẽ từ là 300kg đến 350kg nha cho 1000 mét vuông ha. Thì có nhiều tỉnh thì người ta gọi là 1000 mét vuông là một sào, còn trong mình á thì 1000 mét vuông là gọi là một công đất nha các bạn. Đó, nó là vậy nha các bạn ha. Thì để quay cho các bạn xem nè. Thì bón á, thì nên bón lúc mà nó nhảy mầm các bạn, thì mình sẽ bón trong những cái thời điểm đó ha. Và các bạn là phải thường xuyên, ví dụ như là nó mới lên là một lóng, hai lóng gì đó, thì các bạn là nên tét lá thường xuyên để cho cái cây mình nó mau phát triển nha các bạn. Và các bạn là phải mần cỏ sạch nè. Thì ở đây một cái mô hình này mình đang quay cho các bạn xem á, là cũng được mần cỏ rất là kỹ nha các bạn, và được tét lá nè. Và lá là mình bỏ bên dưới luôn nè. Đây mình đang cầm một cái cây mía tím cho các bạn xem nè. Đó. Thì mía tím này các bạn, nếu mà mình thu hoạch mà nó trong dính vào cái thời điểm mà mùa mưa các bạn, thì nó sẽ không có được ngọt mấy. Nếu mà bạn canh vào cái mùa nắng á, thì nó sẽ rất là ngọt nha các bạn ha. Thì thường á, là nó sẽ là 10 tháng đến 12 tháng là mình sẽ thu hoạch được cây mía này nha các bạn. Và giá thị trường nếu mà như mà mình bán lẻ một cây như vậy á, là khoảng là 10.000 một cây đó các bạn, cứ thế mà tính là đây, quay cho các bạn xem nè. Thì mình trở lại với cái phần phân ha. Thì khi mà các bạn đã có cái liều lượng phân như nãy mình chia sẻ, thì riêng cái thằng bón lót á, thì nó sẽ rơi vào cái thằng là phân chuồng nha các bạn, với cái thằng phân lân. Thì hai cái loại phân đó thì mình sẽ là bón lót cho cây mía, còn cái thằng mà kali với thằng ure á, thì mình sẽ theo cái hình thức là rải ha. Thì đó là vậy ha, mình chia sẻ cho các bạn ha. Thì bạn nào đang xem video của mình thì hãy like cho mình một like nha các bạn, cũng như là bấm đăng ký kênh để nhận được những thông báo từ kênh của mình ha. Và khi mà cái cây mà mía mà nó phát triển như thế này các bạn, thì mình nên lấy dây mình buộc lại nha các bạn. Ví dụ như là nó mọc mà nó bị nghiêng ngã thì mình nên lấy dây mình bó là 2 cây đến 3 cây mình bó lại cho nên nó đứng nha các bạn ha. Thì ở đây là mình trồng mía là mình phải giữ được cái độ ẩm cho cây mía các bạn, thì các bạn cũng đang thấy á, là cũng có nước nó động lại nha các bạn, nhưng mà ở đây là mình đã lên mô mía cho nó cao á. Quay cho các bạn xem nè. Thì cây mía tím này các bạn là thường nếu mà ở ngoài thị trường á, thì người ta sẽ là bán là mía lạnh nha các bạn ha, dùng để bán mía lạnh. Còn mà cái loại mà mía lao á, là để uống nước á, là riêng nữa nha các bạn ha. Thì rảnh mình sẽ đi quay cho các bạn một cái mô hình đó cho các bạn xem nha các bạn ha. Còn mô hình này là chỉ là trồng mía kinh doanh, là mía này là dùng để là làm ướp mía lạnh các bạn. Đó. Ở đây là những cái cây con là mình đang trồng nè các bạn. Để quay cho các bạn xem ha. Đó.
thì nó đang lên, là để mình đi tới mình quay cho các bạn xem những cây mía con ha. Thì hình thức trồng mình nãy mình đã chia sẻ đó, khi mà mình ngâm cái gốc mía các bạn ở trong nước á, và mình có pha thêm cái chất kích thích ra ra rễ á các bạn, thì nó sẽ mau phát triển, và nó lên khi mà nó lên mầm á, thì mình để trồng á là mình đặt theo nó theo cái kiểu là hình ngang nó, mình cho nó nằm ngang á, thì nó sẽ có là từ ba mầm trở lên nha các bạn ha. Nếu như mà bạn để đứng á, thì nó phát triển là chỉ có là một mầm thôi, thường là vậy. À, để đi tới quay cho các bạn xem một cái mô hình trồng mía kinh doanh nha các bạn. Đó. Thì kênh của mình á, thì hiện tại là quay rất là nhiều loại cây á. Thì bạn nào mà quan tâm về các mô hình trồng đồ kinh doanh á, thì các bạn có thể vào phần danh sách phát của mình và các bạn xem ha. Thì ở đây là mình chuyên về các loại cây ngắn ngày luôn các bạn. Còn đây là mình quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng mía kinh doanh nha các bạn ha. Đó, đây cũng rất là rậm rạp. Thì cũng có là nhiều bạn là kêu mình quay mô hình trồng mía, thì hôm nay mình quay mô hình trồng mía cho các bạn xem, cũng như là chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm về trồng mía các bạn. Đó, thì bạn nào đang xem hãy like cho mình một like ha. Đây cây là cây mía tím các bạn. Ở đây là các bạn mình đắp đất hết ráo luôn nha các bạn ha. Đó, để quay cho bạn xem. Thì mía ở ngoài thị trường là bán là từ là 10.000 cây là ở dưới quê nha các bạn. Nếu như là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó sẽ rơi vào là từ 15.000 một cây. Còn mà người dân mà người ta mua mía về các bạn, mà người ta róc mía ra thì để làm mía lạnh á, thì giá nó sẽ khác nha các bạn ha. Ở đây mình chia sẻ cho các bạn là cái đầu ra của nó, cũng như là cái giá của nó là tầm khoảng là 10.000 một cây, là bán từ tại vườn và đến cái tay người mua ha. Thì nếu mà tại vườn bán thì bán theo cái giá sỉ á, thì nó sẽ rất là rẻ nha các bạn, nó không có được mắc như là 10.000 cây đâu. Đó, thì hôm nay mình quay cho các bạn xem một cái mô hình trồng mía đó, trồng mía tím đó. Các bạn like ủng hộ mình nha nha các bạn. Đây các bạn, mía này nè. Để quay cho các bạn xem ha. Thì cái mía này các bạn, nếu mà như mà mình trồng mà mình bỏ nó nhiều quá, mình không có chăm sóc á, cũng như là không có bằng cỏ, thì nó sẽ bị là cái sâu đục thân nha các bạn ha. Cái sâu đục thân. Cái mía là thường gặp là cây đục thân, cái bệnh mà sâu đục thân á. Thì khi mà cái mía mình nó bị sâu đục thân á, thì các bạn là có thể là mua cái thuốc là rì và thông các bạn, cũng như là bằng cỏ sạch lại với nhau, thì bạn xịt nó thì nó sẽ hết nha các bạn ha. Đó, thì đây mình chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm vậy. Đó, đây có đường nước nè các bạn thấy là nó giữ độ ẩm rất là kỹ nha các bạn ha. Thì cái mía này hiện tại là nó cao là khoảng là 2 mét nha các bạn, là tính là từ từ ngọn mà xuống gốc luôn á. Đây các bạn. Thì thôi, video mình quay tới đây thôi nha các bạn. Rồi mình mến chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất của mình nha. Mình xin được mến chào.